Trong những ngày năm hết Tết đến, tình hình trật tự giao thông trở nên phức tạp với mật độ phương tiện qua lại trên các tuyến đường quốc lộ tăng cao. Vấn đề đặt ra là liệu trong khi toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông đang nỗ lực xử lý vi phạm, thì ở đâu đó trong bộ phận nhỏ những người thừa hành công vụ có nảy sinh những hành vi tiêu cực. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên truyền hình Thông Tấn có chuyến khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Ninh. Dịp cuối năm, nhu cầu đi lại tăng cao cả về vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trên những tuyến quốc lộ huyết mạch liên tỉnh. Mật độ xe khách, xe container hàng nghìn lượt đi qua quốc lộ 18A địa phận Quảng Ninh mỗi ngày với các lỗi vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định rất hay xảy ra. Vi phạm nhiều, xử phạt nhiều, rất dễ nảy sinh tiêu cực. Câu chuyện về mãi lộ đã rất cũ, trở thành vấn đề nhức nhối và làm xấu hình ảnh người công an nhân dân. Đối với những cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ngoài đường, đối mặt với gian nan vất vả, hiểm nguy và thời tiết khắc nghiệt, rất cần có những cơ chế hợp lý để họ yên tâm làm nhiệm vụ. Chúng tôi đã chỉ đạo trong cái điều kiện làm việc thì cũng có cái đề nghị về mức tiền bồi dưỡng hàng tháng cho cán bộ chiến sĩ làm công tác tuần tra kiểm soát theo quy định 1 triệu một người, và thứ hai là chăm lo cái điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ, cho nên đảm bảo các cái điều kiện. Cứ qua cái kết quả xử lý thì thấy với cái mức độ xử lý vi phạm như thế thì cái tình trạng mãi lộ tôi nghĩ chắc là cũng không thể là có cái trường hợp mãi lộ được. Mãi lộ cần phải được nhìn nhận từ cả hai phía. Có vi phạm mới có xử phạt. Nếu tất cả những người lái xe này đều nghiêm túc thực hiện, không chủ động hối lộ cho cảnh sát giao thông, thì chắc chắn nạn tiêu cực trong xử phạt giao thông sẽ giảm hẳn và tránh đi nhiều nguy cơ tai nạn không đáng có. Những cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông có hành vi tiêu cực trong việc xử phạt sẽ phải được xử lý, công khai danh tính để làm trong sạch, vững mạnh đội ngũ công an nhân dân. Xin hỏi là anh lái đây phương tiện này chuyên chở gì ạ? Thưa chị, là phương tiện của bọn em là chở khách. Anh có thường xuyên đi qua lại quốc lộ 18A đoạn qua Quảng Ninh không ạ? Xe bọn em có, vì xe chạy tuyến cố định mà. Có khi nào thì anh vi phạm luật giao thông đường bộ và được dừng lại để kiểm tra xử lý? Cái chạy xe khách này thì nó không thể tránh được gì ạ. Thì đôi khi thì bọn em chạy thì đôi khi nó cũng có thể là gọi là mình cũng có thể sơ ý, mình có thể quá tốc độ cũng có, có thể là lấn vạch cũng có đấy. Thế nhiều chạy có thể là cũng có hôm cao điểm có thể là chở quá người cũng có, vì hành khách không thể, cũng như là mình phải phục vụ nhân dân mà đấy, những ngày quá tải mình vẫn phải chở. Xin hỏi anh một câu là đã có khi nào anh có ý định là đưa tiền cho cảnh sát giao thông để họ có thể bỏ qua lỗi cho mình được không? Là không, những cái này thì bọn em thì không những trường hợp như này, nếu như mà các lãnh đạo mà nếu như mà cần có nhu cầu về các về lỗi gì thì bọn em vẫn chấp hành, không có gì cả. Theo anh thì đối với những cái hành vi mà đưa tiền cho cảnh sát để bỏ qua lỗi vi phạm về luật giao thông thì nó có những cái ảnh hưởng như thế nào đối với cái sự an toàn trên những cái con đường và đặc biệt là những cái tuyến quốc lộ như này? Nói chung là bọn em cũng có thể là vẫn chấp hành đầy đủ, đi coi như là đúng tốc độ, đúng cố gắng như vậy. Thì coi như là tránh những tình trạng gọi mình xảy ra coi như là mà ngoài mong muốn với các lái xe. Xin cảm ơn anh. Tuyến quốc lộ 18A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ninh dài gần 300 km. Thế nhưng chưa đến 100 km thì có tới 2 tổ tuần tra kiểm soát giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông. Các lái xe thì thấy rằng sao có nhiều trạm chốt đến thế. Thế nhưng không phải bất cứ phương tiện nào đi qua các trạm chốt này cũng đều bị dừng lại để kiểm tra. Sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông vào thời điểm này đông hơn so với những dịp khác trong năm, cũng với nhiệm vụ là để duy trì và giữ gìn an ninh trật tự. Người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, và khi mắc lỗi vi phạm thì nên có sự phối hợp tốt với lực lượng cảnh sát giao thông để giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng là vừa để chống tiêu cực và cũng để đảm bảo cho những tuyến đường, những tuyến quốc lộ được giao thông thông suốt và phương tiện được thượng lộ bình an. Ngày 3 tháng 1, cử tri Ai Cập bắt đầu tham gia đợt 3 cuộc bầu cử Hạ viện tại nước này. Đây là cuộc bầu cử quan trọng đầu tiên kể từ sau cuộc chính biến hồi tháng 2 năm 2011, buộc Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức. Tại hai đợt bỏ phiếu trước thì các đảng Hồi giáo đã tỏ rõ ưu thế áp đảo. Tại đợt 3 kéo dài trong 2 ngày này, cử tri tại 9 tỉnh còn lại trong số 27 tỉnh cả nước sẽ đi bỏ phiếu.
Đây cũng sẽ là đợt cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ viện tại Ai Cập. Sau hai đợt bầu cử đầu tiên, Đảng Tự do và Công lý của Tổ chức Anh em Hồi giáo đã giành vị trí dẫn đầu. Đứng thứ hai là Đảng Anua. Hầu hết các quan sát viên độc lập đều đánh giá tiến trình bầu cử tại Ai Cập đã diễn ra minh bạch, trung thực. Chỉ có một số sự cố mang tính kỹ thuật. Kết quả chính thức của ba đợt bầu cử sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 1 tới, và nhiều khả năng Đảng Tự do và Công lý sẽ chiếm được thế đa số tại Hạ viện, gồm 508 ghế của Ai Cập. Tiếp sau cuộc bầu cử Hạ viện, cử tri Ai Cập cũng sẽ bỏ phiếu bầu Hội đồng Shura, tức Thượng viện. Tiến trình bầu cử Thượng viện cũng sẽ được chia thành 3 đợt, bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 và kết thúc vào ngày 22 tháng 2. Dự kiến phiên họp đầu tiên của Thượng viện cũng sẽ được triệu tập vào ngày 28 tháng 2, sớm hơn gần một tháng so với kế hoạch trước đó. Do vậy, Thượng viện và Hạ viện có thể sẽ đẩy nhanh quá trình soạn thảo hiến pháp mới cho đất nước. Tối ngày 3 tháng 1 theo giờ địa phương, cử tri bang Iowa miền Trung Tây nước Mỹ sẽ đi bỏ phiếu để bầu ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống nước Mỹ vào năm 2012. Chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên này có ý nghĩa rất lớn về tinh thần trong cuộc đua kéo dài và tốn kém của Đảng Cộng hòa nhằm tìm ra người xứng đáng trở thành đối thủ của ứng cử viên gần như là chắc chắn và duy nhất của Đảng Dân chủ là đương kim Tổng thống Barack Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới đây. Theo dự kiến, các cử tri của Đảng Cộng hòa sẽ bắt đầu bỏ phiếu từ 7 giờ tối ngày 3 tháng 1, tức 7 giờ sáng ngày 4 tháng 1 theo giờ Việt Nam, tại hơn 800 điểm bỏ phiếu thuộc bang Iowa. Kết quả cuộc bỏ phiếu có thể được biết vài giờ sau đó. Trong 24 giờ cuối, các ứng viên Đảng Cộng hòa đã nỗ lực hết mình trong các cuộc vận động trước khi cuộc bầu cử sơ bộ chính thức khởi động tại bang Iowa. Kết quả thăm dò dư luận do Des Moines Register công bố cho thấy cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum đã bất ngờ vượt lên vị trí số 1 về tỷ lệ cử tri Iowa ủng hộ, đẩy cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney và hạ nghị sĩ Ron Paul xuống vị trí thứ 2 và thứ 3. Đây là sự đổi ngôi ngoạn mục, bởi lẽ trong tuần trước, ông Romney liên tục giữ vững vị thế dẫn đầu và ông Ron Paul xếp thứ 2 với khoảng cách sát nút. Đến thời điểm này, vẫn còn hơn 40% cử tri Iowa chưa quyết định bỏ phiếu cho ai trong số 8 ứng cử viên. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy rất nhiều cử tri ở Iowa vẫn có thể thay đổi ý kiến vào phút chót, khiến cho kết quả cuộc bỏ phiếu càng khó dự đoán. Các chuyên gia tại Iowa cho hay thời tiết tại bang này sẽ quyết định số cử tri đi bầu cao hay thấp. Sau Iowa, New Hampshire sẽ là bang thứ hai tiến hành bầu cử sơ bộ vào ngày 10 tháng 1. Tiếp đó là các bang Nam Carolina vào ngày 21 và Florida vào ngày 31 tháng 1. Trong 6 tháng tới, Đảng Cộng hòa sẽ bỏ phiếu tại tất cả các bang trước khi một ứng viên cuối cùng được chọn. Ứng viên tổng thống cuối cùng của Đảng Cộng hòa sẽ được công bố tại Đại hội Đảng toàn quốc vào tháng 8 trước khi chạy đua cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 6 tháng 11. Đương kim tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tái tranh cử trở thành đại diện của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này thì nhóm phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam đang có mặt tại Des Moines, thủ phủ bang Iowa, nước Mỹ. Phóng viên chúng tôi sẽ giúp cho các bạn hình dung được không khí tại bang này trước cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Des Moines, thủ phủ của bang Iowa nổi tiếng về nông nghiệp của Mỹ những ngày đầu năm 2012. Trong ngày cuối cùng trước khi cử tri bang Iowa cầm lá phiếu, 6 trong 8 ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa đã tổ chức dồn dập 19 cuộc diễn thuyết tại bang này với hy vọng tìm kiếm những lá phiếu quý giá cuối cùng trong 40% cử tri còn chưa quyết định chọn ai. Nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam hiện đang có mặt tại một buổi diễn thuyết của cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum tại một quán nhà hàng pizza ở thủ phủ Des Moines. Bữa tối hôm nay với người dân Des Moines ở quán pizza có thêm sự lựa chọn, những tài liệu tranh cử nhìn còn đẹp hơn cả thực đơn. Với nhiều người, sinh hoạt chính trị còn là cơ hội tăng sợi dây liên kết gia đình và họ đều là những người ủng hộ ông Santorum. Tôi ủng hộ ông ấy. Tối mai tôi sẽ bỏ phiếu chọn Santorum. Tôi hy vọng nhiều lắm, mai tôi cũng sẽ ra bỏ phiếu cho ông ấy. Rick Santorum, cựu thượng nghị sĩ, trong những ngày qua đã bất ngờ nổi lên như một ứng viên có khả năng thắng cử ở bang Iowa nhờ quan điểm bảo thủ. 24 tiếng trước giờ G, theo cuộc thăm dò, ông nằm trong top 3 các ứng viên của Đảng Cộng hòa. Tối hôm nay, ông dành nửa tiếng chỉ để nói với mọi người rằng làm Tổng thống Mỹ phải là người đáng tin. Tổng thống Mỹ không chỉ lãnh đạo nước Mỹ mà còn có những quyết sách tác động tới cả thế giới. Bài diễn thuyết của Santorum được phát sóng trực tiếp trên truyền hình địa phương. Cách đấy 30 km, gần ngàn người đã tụ tập ở một siêu thị bỏ trống để chờ một ứng viên khác, Mitt Romney.
chi ra gần 3 triệu đô la Mỹ chỉ trong tháng 12 cho các chiến dịch quảng cáo đã mang lại những kết quả. Nhiều cử tri Đảng Cộng hòa ở bang Iowa nóng lòng mong được gặp ông. Mitt Romney vẫn thế, áo sơ mi và quần jean, ba chiến lược của ông cũng không đổi. Ông đưa vợ và bốn con trai tới để nói rằng ông muốn xã hội phải được xây trên nền tảng gia đình. Và ông không ngừng công kích đương kim Tổng thống Obama về các chính sách kinh tế và cả sự mềm mỏng trong cách xử lý mối quan hệ với Trung Quốc. Chắc chắn ông ấy sẽ thắng ở bang Iowa. Nhiều người ủng hộ ông ấy, nhiều người thích hướng giải quyết các vấn đề của ông và cả trên góc độ con người. Tối mai, chắc là Romney sẽ thắng với khoảng cách tối thiểu 5% số phiếu. Tôi hy vọng và tôi tin. Ông ấy là ứng viên tốt nhất năm nay. Ông ấy có khả năng tạo việc làm cho người Mỹ và giúp kinh tế Mỹ. Ông ấy là người tốt nhất có thể đánh bại ông Obama. Ở một bang chủ yếu là người da trắng và thu nhập bình quân đầu người 48.000 đô la Mỹ, có vẻ như ông Romney đang ghi điểm. Người dân Ấn Độ đang phải trải qua giai đoạn thời tiết lạnh giá bất thường làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của họ. Cùng với đợt không khí lạnh kéo dài ở nhiều nơi là sương mù dày đặc cản trở việc đi lại, đồng thời khiến cho số vụ tai nạn giao thông gia tăng. Không khí lạnh kèm theo mật độ sương mù dày đặc đã tràn về hầu hết các khu vực thuộc các bang miền Bắc Ấn Độ và kéo dài từ cuối tháng 12 năm 2011 đến nay. Thời tiết xấu đã khiến cho giao thông bị đình trệ, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn và các hoạt động thường ngày cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Cả tuần vừa rồi chúng tôi không nhìn thấy ánh mặt trời. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại vì sương mù dày đặc rất khó nhìn đường. Số vụ tai nạn giao thông đã gia tăng ở nhiều nơi vì điều kiện thời tiết xấu. Ngoài chuyện khó khăn trong việc đi lại, người dân địa phương còn đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhiều chuyến tàu, chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy bỏ vì điều kiện thời tiết xấu và sương mù làm ảnh hưởng đến tầm nhìn. Nhiệt độ ngoài trời là âm 1 độ C và có rất nhiều sương mù. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, hoạt động kinh doanh của chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, hôm nay tại thành phố Bhopal thuộc bang Madhya Pradesh của Ấn Độ đã xảy ra một vụ lật xe buýt chở học sinh đến trường làm 2 học sinh bị thương. Trước đó, một vụ tai nạn thương tâm khác đã xảy ra vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 1 khi một chiếc xe buýt chở khoảng 20 học sinh đã va chạm với một chiếc xe tải ở thành phố Ambala, Ấn Độ. Vụ tai nạn đã làm 10 em nhỏ thiệt mạng và 6 em khác bị thương nặng. Được biết, phần lớn nguyên nhân của các vụ tai nạn trên là do sương mù quá dày đặc làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe. Bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn đến đây xin được tạm dừng. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.